Trong phim Doraemon có hai tình tiết khá thú vị. Thứ nhất nói về các bảo bối của Doraemon. Khi cho Nobita mượn để sử dụng, hoặc sử dụng bị hư thì Doraemon không sử dụng bảo bối. Để chữa trị bảo bối, Doraemon có các bảo bối có thể chữa trị được những bảo bối bị hư. Ví dụ, khăn trùng thời gian. Doraemon có thể dùng khăn để trùng cho bảo bối đó được trở lại như cũ, hoặc dùng tủ điện thoại giả định để đặt trường hợp chưa diễn ra. Doraemon cũng còn rất nhiều bảo bối để sửa, nhưng điều thú vị là Doraemon không dùng bảo bối của mình để sửa, mà thường dùng cách đưa về tương lai, hoặc dùng những dụng cụ có sẵn đơn giản, như bút, tu viết, kim, để sửa những bảo bối bị hư. Điều thú vị thứ hai, trong các tập phim kể cả những bộ ngắn hoặc dài, chúng ta thấy nhân vật Nobita và các bạn thường rơi vào những tình tiết ngàn cân treo sợi tóc. Trong những lúc đó thì kể cả có dùng hết bảo bối của Doraemon thì cũng không cải thiện được tình hình và cũng không cứu được đội kể cả Doraemon. Nhưng các bạn cũng không cần chú tâm vì chắc chắn 100% các đội và Doraemon sẽ vượt qua. Tại sao lại quả quyết như vậy? Bạn có thể đoán được là nhân vật Doraemon sẽ đến từ tương lai ở thế kỷ 22. Vì thế dù có diễn ra những tình huống nào trong lúc có Nobita và các bạn, dù có nguy hiểm đến đâu Nobita và các bạn đều vượt qua và trở về nhà an toàn. Vì Doraemon đến từ thế kỷ 22, điều này sẽ đúng chí ít. Đến lúc Doraemon được tạo ra, vì thế các bạn cứ yên tâm xem phim nha. We'll be right back.